Đi hao. Không giống như hoàn cảnh của các cô dâu khác ở trên xứ đài, chị Ngọc Anh là một trường hợp khá đặc biệt, khởi đầu từ sự yêu thương giữa hai người thành hôn với nhau, và cái lương duyên đó đã kéo dài suốt hơn 15 năm trời với hai đứa con và một mái ấm gia đình. Sáng là em đưa hai đứa nhỏ đi học, còn hai đứa nó là 7 giờ thức dậy là phải đi chợ. Đi chợ tại còn lo cái quán của em nó bệnh nữa. Rồi bà nội làm gì? Bà nội thì đi tập thể dục. Bà nội đi chơi, đi tập thể dục kia. Tập thể dục không à, xong làm công việc nhà rồi bà nội. Ông xã tên là Diệu Kim Phú. Ông làm nghề xây dựng nhà cửa. Giá căn nhà của em mua lúc trước là lúc trước mua là rẻ, khoảng chừng gần đến 200.000 đô, là làm toàn bộ chân bao qua ở bên trong là trang trí nội thất, rồi khoảng chừng 200. Ngọc Anh đã bảo lãnh các em của mình từ Việt Nam sang và cùng nhau để kinh doanh trong một quán ăn rất nổi tiếng của Việt Nam tại xứ đài, đó là quán Bình Tâm. Nơi đây là nơi tập trung rất nhiều thanh niên lao động đến thưởng thức những món ăn Việt Nam do chính chị nấu, cũng như là nơi tập hợp của các cô dâu Việt Nam trên xứ đài. Sao đến đây không